Top 10 mặt hàng kinh doanh online hốt bạc năm 2024 bạn không nên bỏ qua. Tài chính kinh doanh xin chào quý vị và các bạn. Đến với video lần này, Tài chính kinh doanh sẽ cùng bàn bạc và thảo luận với các bạn về chủ đề kinh doanh online cũng như phân tích và chọn giá các mặt hàng nào để bán hiệu quả trong năm 2024 nhé. Kinh doanh online dường như đã và đang trở thành trào lưu buôn bán thịnh hành tại Việt Nam gần đây. Khi mạng Internet ngày càng phát triển, người sử dụng smartphone nhiều hơn, hầu hết những ai ưa chuộng sự nhanh chóng, tiện lợi đều chọn mua hàng online để tiết kiệm thời gian. Vậy nên các nền tảng mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử hiện đang trở thành nơi buôn bán hàng hóa trực tuyến, diễn ra mọi hoạt động trao đổi sôi nổi bất cứ khi nào khách hàng có nhu cầu mua hàng. Bởi chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại kết nối được với mạng Internet thì người dùng có thể dễ dàng mua được hàng hóa thích hợp mà không cần tìm kiếm mất thời gian. Và chỉ trong một thời gian ngắn, hàng hóa cũng sẽ được giao đến tận tay người mua hàng. Chính vì những tiện lợi trên mà việc kinh doanh online ngày càng được nhiều người quan tâm, nhưng với tâm lý e dè, chưa biết bắt đầu từ đâu khiến cho các bạn còn chần chừ, do dự. Tuy nhiên, dù bạn là người bán hàng online lâu năm hay đang chuẩn bị khởi nghiệp thì hãy tin rằng cơ hội để phát triển của lĩnh vực kinh doanh online vẫn còn rất lớn. Bởi hiện nay, số lượng người sử dụng Internet là 68,17 triệu người, chiếm 70% dân số trên thế giới, tính đến giữa năm 2020, mà trong số đó, số người dùng thuê bao Mobi khoảng 145,8 triệu người, tham gia mua sắm online lên đến 44,8 triệu người. Đây là những điều kiện vô cùng thuận lợi giúp cho những người muốn kiếm tiền online đạt được mục đích làm giàu. Và một trong những yếu tố quan trọng để bắt đầu kinh doanh online chính là biết lựa chọn mặt hàng, bởi nó quyết định sự thành công hay thất bại của người kinh doanh. Tuy nhiên, để lựa chọn được một mặt hàng tốt, có khả năng bán chạy và có lợi nhuận cao không phải là điều ai cũng làm được. Đây cũng chính là mối quan tâm chung của đa số mọi người có ý định khởi nghiệp kinh doanh. Ngay bây giờ, hãy cùng với Tài chính kinh doanh điểm qua 10 mặt hàng kinh doanh online 144 lời này nhé. 1. Kinh doanh quần áo, thời trang. Thời trang được xem là một trong những ngành nghề hot và có thị phần lớn nhất tại Việt Nam vì xu hướng thay đổi theo từng ngày. Nhu cầu thị trường càng lớn có nghĩa là nguồn cung trong ngành hàng này cũng phải lớn. Vậy nên đây là một mặt hàng có tiềm năng bán chạy, không thể bỏ qua nếu bạn quyết định kinh doanh online. Tuy nhiên, để thành công trong việc buôn bán quần áo, bạn cần phải chọn một đối tượng khách hàng cụ thể để chọn những sản phẩm phù hợp, bởi bạn không có đủ thời gian để lựa chọn từng mặt hàng cho từng đối tượng và lứa tuổi khác nhau. Chỉ cần chọn được mặt hàng phù hợp, nó sẽ quyết định những số vốn bạn cần phải bỏ ra, tìm được nguồn áo chất lượng. 2. Mỹ phẩm chăm sóc da mặt, cơ thể. Mua mỹ phẩm online đang trở nên hết sức phổ biến và đa dạng với người dùng, đặc biệt là nữ giới. Bởi lẽ sử dụng mỹ phẩm đã trở thành nhu cầu thiết yếu hàng ngày như cơm ăn, nước uống của chị em phụ nữ. Mỹ phẩm trang điểm, mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp không chỉ giúp các chị em chăm chút vẻ ngoài của mình trở nên xinh đẹp, trẻ trung mà còn đem đến sự tự tin và phong thái rạng ngời. Vậy nên các sản phẩm mang tính tự nhiên thường rất được chị em săn đón và bán khá chạy trên thị trường. Bạn chỉ cần chắt lọc từ kinh nghiệm dùng sản phẩm của mình cùng với việc học hỏi kinh nghiệm về các kiến thức chăm sóc da thì đây là mặt hàng phù hợp khi bắt đầu kinh doanh online. 3. Thực phẩm chức năng. Trong giai đoạn sức khỏe là vàng hiện nay, rất nhiều người có xu hướng quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Vậy nên những người có thu nhập ở mức trung bình khá cũng sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền để chi trả cho các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe cho cơ thể. Chính vì vậy, chỉ cần tìm hiểu về những nhu cầu sức khỏe của đa số mọi người để chọn ra những loại thuốc bổ sung phù hợp thì việc kinh doanh online thực phẩm chức năng là một thị trường ngách khá tiềm năng để các chủ kinh doanh hốt bạc trong thời điểm này. 4. Đồ ăn vặt. Bán đồ ăn vặt online ngày nay dường như đã trở thành xu thế, đem lại nhiều cơ hội tăng thu nhập cho nhiều người. Bởi các sản phẩm đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt hiện nay nhận được rất nhiều sự quan tâm vì tính tiện lợi, nhanh gọn của món ăn. Hình thức kinh doanh đồ ăn online này không cần bỏ ra nhiều vốn, chỉ cần bạn lựa chọn các món ăn nhanh đang hot trend và tận dụng triệt để các kênh mạng xã hội, thương mại điện tử để tối đa hoạt động kinh doanh, chắc chắn sẽ đem lại một nguồn lợi nhuận đáng kể. 5. Các sản phẩm handmade. Trong những năm gần đây, bán đồ handmade online cũng được thị trường đón nhận khá tích cực nhờ sự sáng tạo, đẹp, độc, lạ mà những sản phẩm gia công hàng loạt không bao giờ có được. Vậy nên đây là hướng đi được khá nhiều người lựa chọn để khởi nghiệp bởi ngành nghề này không cần số vốn đầu tư lớn, nhu cầu thị trường khá cao, tiện lợi, dễ làm. Các sản phẩm handmade có thể là các mặt hàng như mũ, áo, tất, khăn len, các vật dụng trang trí như lọ hoa, đèn, giá sách, hộp,
lọ, vân vân. Tuy nhiên, việc kinh doanh đồ handmade chỉ dành cho những người có đôi tay khéo léo và bộ óc sáng tạo, biết tìm tòi và tạo ra những sản phẩm đẹp, thu hút được sự quan tâm từ mọi người. Bạn cần cân nhắc khi lựa chọn mặt hàng này để kinh doanh nhé. 6. Cây cảnh mini. Với đặc tính nhỏ gọn, tiện chăm sóc và đa dạng mẫu mã, cây cảnh mini đang ngày càng thu hút sự chú ý và quan tâm của mọi người. Bởi không chỉ giúp thanh lọc môi trường cho chúng ta hít thở, mà cây cảnh mini còn là một thú vui nghệ thuật cho những người có sở thích trang trí nhà cửa, sân vườn, bàn làm việc. Các loại cây cảnh mini hiện nay đang được khách hàng ưa chuộng là sen đá, các loại xương rồng cảnh, sen cánh bướm, cây kim ngân, cây lưỡi hổ. Giá bán dao động từ 50.000 đến 250.000 đồng một cây. Những loại cây này không cần đầu tư quá nhiều vốn, chỉ cần bỏ thời gian chăm sóc, cắt tỉa, có thể thu lãi hàng chục triệu mỗi tháng. 7. Các thực phẩm ăn kiêng healthy. Kinh doanh đồ ăn healthy là một lĩnh vực mới rất tiềm năng trong gần 3 năm trở lại đây. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe này luôn nhận được sự lan tỏa và hưởng ứng lớn từ đông đảo khách hàng. Đón trước xu hướng này, bạn có thể kinh doanh đồ ăn ít calo, thực phẩm dành riêng cho người ăn kiêng, giúp họ có thể ăn uống lành mạnh để nâng cao sức khỏe, cải thiện vóc dáng. Với số vốn bỏ ra không quá nhiều, dòng tiền xoay vòng, người kinh doanh đồ ăn healthy hoàn toàn có thể thu hồi vốn và đạt được lợi nhuận cao trong lĩnh vực này. 8. Đồ thể thao, vật dụng tập gym. Dụng cụ thể thao là sản phẩm được rất nhiều người tìm kiếm trên các trang mạng Internet. Để mua vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 thì không thể đến các trung tâm thể dục thể thao. Thậm chí trong giai đoạn này, nhu cầu luyện tập thể thao của người dân ngày càng tăng, nên nhu cầu tìm mua quần áo và các vật dụng luyện tập cũng tăng lên nhanh chóng. Không chỉ tiếp cận được với các đối tượng tập gym tại các trung tâm thể thao, hiện nay nhiều người không có thời gian để đến phòng tập vẫn thường mua các quần áo thể thao, dụng cụ tập gym để tự luyện tập tại nhà. Do đó, tận dụng thời cơ này để bán dụng cụ tập thể thao tại nhà là cơ hội tốt để thu được lợi nhuận cao cho người kinh doanh online. 9. Các mặt hàng gia dụng. Kinh doanh đồ gia dụng online là một xu hướng kinh doanh không mới nhưng lại trở thành cơn sốt trong thời gian gần đây. Bởi thời điểm hiện tại, mọi người đều chăm chút cho sức khỏe, hạn chế việc ăn cơm đường cháo chợ, nên phần lớn đều chọn nấu ăn và sinh hoạt tại nhà, khiến nhu cầu chọn mua và sử dụng đồ gia dụng ngày càng cao. Tâm lý chung, mọi người đều ngại vận chuyển công kềnh nên thường chọn đặt hàng gia dụng trên các trang mạng Internet để được giao đến tận nhà. Chính vì vậy, kinh doanh đồ gia dụng online thời điểm này là điều mà nhiều người muốn start-up nên lựa chọn. 10. Phụ kiện cho thú cưng. Nhiều gia đình hiện nay, đặc biệt là những gia đình có điều kiện, có xu hướng coi vật nuôi như những người bạn. Thậm chí nhiều người còn coi việc chăm sóc thú cưng như cách để hòa nhập với thế giới xung quanh, nuôi dưỡng tâm hồn. Vì vậy, họ chi nhiều tiền cho dịch vụ dành cho thú cưng. Đáp ứng lại nhu cầu ngày càng cao này, việc kinh doanh quần áo, phụ kiện thú cưng cũng là một ý kiến khởi nghiệp khá hoàn hảo, đánh trúng tâm lý vào một bộ phận người dân. Cũng như những sản phẩm cho con người, thời trang cho thú cưng cũng rất đa dạng. Bạn có thể bán các loại quần áo như áo thể thao, áo nón, áo len, áo phao, áo lông, bộ quần áo pull, thậm chí cả quần chip cho chó mèo, đến các loại phụ kiện như mũ, kính, khăn quàng cổ, giày. Từ những loại hình kinh doanh online trên, hy vọng bạn sẽ tìm ra được một mặt hàng phù hợp cho hành trình kinh doanh online của mình. Đến đây thì video của Tài chính Kinh doanh cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích. Rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy like, share và bấm nút đăng ký để đón đọc những thông tin bổ ích tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!